Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Ai vô xin chào anh trở lại với kênh của mình. Thì mình chơi tiếp tựa game Asa Tarifan Fan nha. Thì khá là ít cái thử thách nào được đưa ra trong cái khoảng thời điểm này anh em, nên là mình phải suy nghĩ cái thử thách nào mà làm cho anh em coi. Nếu mà anh em là có thử thách thì làm ơn comment cho mình nha. Còn là mình biết tưởng rồi. Thử thách nào chí chí xíu nha anh em, đừng có mấy thử thách mà điên điên xíu. Anh em cho mình cái đội hình mà 5 người thôi, tại một slot kia cho Bulma, như vậy nó hợp lý anh em mà. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là chơi một cái thử thách, đó là thử thách những cái unit mà có cái hiệu ứng anh em. Mình sẽ dồn hết tất cả những cái hiệu ứng đã có là một cái con quái này mà. Thì những cái hiệu ứng mà có trong game này thì sẽ có gồm có là thứ nhất là đóng băng, thì mình đã lựa cái con mạnh nhất hiện tại Zuka. Cái con này thì có lượng đam gọi là cũng khá là khủng hoảng đó trong cái mà những cái con sát sa này mà. Tiếp theo sẽ là rau đen. Rau đen thì có hiệu ứng gọi là làm chậm anh em ạ, một hiệu ứng xịn sò mà để đi tới Infinity. Choi Honda, một unit có khả năng gọi là AOE mà thiêu đốt luôn anh em, một cái hiệu ứng khá là bá đạo ở cái một cái unit khá là bá đạo ở thì hiện tại. Tiếp theo sẽ là con Sasuke với cái khả năng gọi là làm cho mà đối thủ bị lửa mà lửa đen thiêu đốt anh em. Thì với cái đội hình chạy chậm như thế này thì cái mình nghĩ là cái ngọn lửa đen của Sasuke sẽ phát huy được tối đa cái tác dụng. Còn thứ năm thì mình sẽ lựa con Toga với kiểu hướng xuất quyết anh em. Mình có thể lựa những con mạnh thôi mà mình thích Toga anh em, tại nó là vợ mình đem con Toga theo. Và con cuối cùng là mình đem theo Bulma để gọi là búp cái hiệu ứng tiền vô mặt mình để mình gọi là có sức mạnh anh em ạ. Rồi, hãy cùng xem là cái đội hình của mình có thể đi xa đâu trên Infinity Mod nhé. Bắt đầu thôi. Bạn cần mua Robux giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k Robux. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ kè thôi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi anh em ơi, thì mình nó bị lắc một chút xíu nên là mình đã vào trễ anh em, nhưng mà cái vấn đề đó thì nó cũng không quan trọng lắm vì mình cũng có thể đặt unit ra thủ vào bây giờ cũng được. Thì unit mà mình chọn để thủ đầu sẽ là Toga nha anh em, một unit mà thủ đầu mình đã nói là rất là bá, nhưng mà do là mình đã không có farm trước nên là mình đã không được cái lượng tiền mà lời từ cái này, mà thôi không sao, mình sẽ gọi là nét quay nhá. Vì với Toga, một unit mà có khả năng gọi là gây xuất huyết và anh em nên chỉnh nó thành lát, nó sẽ gây được cái lượng đam ổn nhất nha anh em. Con Toga mình mới cấp 43 thôi, nữa mình sẽ up con Toga là max cấp tại nó là vợ mình mà. Rồi bây giờ thì xong rồi đó, vậy tuyến dưới đây gọi là phòng thủ xong, bây giờ mình sẽ đẩy đến tuyến trên một con Toga để bắt đầu phòng thủ. Nói chung là Toga anh em xài Toga thủ nghe rất là đơn giản, đặt hai con trước con sau, con trên up một cấp để nó giết được pháo full, vậy là anh em có thể thoải mái farm rồi. Với cái đội hình này thì mình đã lựa cái map đó là map làng lá để mà đi anh em. Đã lâu quá chưa đi làng lá, lại làng lá đi cũng gọn. Đội hình này thì mình nghĩ là có thể vượt những cái quay mà 45 khá là nhẹ nhàng đó anh em. Không biết là theo như mình nghĩ là có thể vượt quay 45 đó, nhưng mà để coi là cái sức mạnh tình bạn của mà cái đội hình mình nó tới đâu anh em. Có vẻ một cái Alimea thì nó sẽ khó lòng mà lên được anh em ạ. Rồi, mong là nó vẫn có thể giúp mình gọi là gom được nhiều con ẹp nhất có thể, tại hiện tại mình khá là thiếu ẹp. Lại là game mình Lockfoot đang update rồi, game mình chắc cũng đang trực chờ update thôi, chắc là khoảng thứ hai tuần sau là thứ hai chắc chưa up đâu, chắc thứ bốn, thứ tư, thứ năm tuần sau mới up. Rồi thì cứ chờ thôi, game mình up giờ nào là anh em sẽ có video review giờ đó để coi thôi, anh em yên tâm nha. Thì chắc là chiều thứ bảy và chủ nhật thì mình sẽ livestream cho anh em xem nhé. Anh em nào có thể rảnh thì vô coi stream mình cho vui, mình cũng gọi là mình thấy là mình cảm giác mình tương tác cũng khá là tốt với anh em, nên là anh em có thể vô coi chúng mình nha. Rồi Toga mình đã lên cấp 2 anh em ạ. Một đâm của nó thì có thể tiễn mấy con quái lên đường khá là nhanh thôi, tại vì một đâm là chỉ giá là 22 đam, 21 đam, 21 đam thì chảy máu từ từ là cũng sẽ gây được khoảng từ 140 mấy đam đó, một lượng đam khá là khổng lồ anh em. Úp lên cấp được nữa nhưng mà mình không có tiền, nhưng mà không úp anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đặt Bulma để farm nhé anh em, và tiếng trên này thì sẽ cho Toga thủ nha. Toga thủ thì mình nói thiệt với anh em là quay ba là sao Toga thủ là cái ăn là không đúng đâu, thì anh em hãy cùng coi có đúng hay không nhé. Bắt đầu thôi.
3 minutes later. Rồi anh em, vậy là tới quay thứ 14 nha anh em. Dạ nó đang rất là lắc luôn anh em. Không biết tại sao mà tối quay cũng lắc. Thì mình chờ tới sáng, sáng mình quay vẫn lắc anh em. Khá là khó chịu Roblox mới này. Chắc là do game chuẩn bị chứ mà Roblox nó mới update xong thì mình cảm giác nó lắc hơn hẳn luôn á. Không biết tại sao nữa. Update mà càng up nó càng thiểu năng rồi không nên up. Rồi bây giờ sẽ up cái con Toga lên nha anh em. Hiện tại là mình vẫn không thể nào mà gọi là up được cái con quái luôn, chứ đừng có nói là tác động đến trận đấu được. Hãy đang tìm cách mình up cái con lên. Thật sự là mình chỉ cần up một vài con lên là thủ nổi rồi. Con Toga mình không biết tại sao nó lủng anh em. Tại vì lúc mà mình quay á thì mình để ý á là nó lên pin là khoảng gần 4.000, 5.000, có khi lên tới 10.000, là bây giờ lên là 9.000 mấy nè. Cái lượng pin phải gọi là siêu lắc luôn. Mình không biết tại sao nữa. Ôi bây giờ 11.000 luôn nè. Chắc là cái đàn nhà của mình vẫn thủ nổi anh em, tại vì Toga là một duy nhất thủ rất là bá đó anh em thấy không? Nó thủ được đó. Bây giờ thì 19.000 pin. Rồi, pin càng lên căng nha anh em. 20.000 pin, 11.000 pin, mong là nó sẽ giảm nhanh để mình còn đặt unit ra mình thủ nó anh em ạ. À. Tại vì bây giờ là nếu mà không up unit sớm thì mình sẽ có khả năng là ăn hành rất là cao thôi. Rồi còn 1.000 pin anh em. May mắn, may mắn. Rồi. Giờ có điều là up unit chưa được thôi. Rồi up được anh em. Bây giờ sẽ up cái con này lên cho Honda lên max cấp để cho mà nó có cái hiệu ứng lửa nha anh em. Hiện tại thì hiệu ứng xuất huyết đã đủ nha anh em. Có Toga là có hiệu ứng xuất huyết rồi nhá. Mình không đem theo con Nezuko, tại Nezuko đâu có gây hiệu ứng xuất huyết đâu anh em. Nó chỉ tấn công những unit mà gọi là xuất huyết thôi, chứ nó đâu có mà gây cái hiệu ứng xuất huyết đâu, nên là mình sẽ không thêm theo con đó nha, mặc dù nó có một cái lượng đam rất kinh hoàng luôn. Rồi hiện tại thì con cho Honda mình đang múa lân rất là đầm anh em ạ. Nó quạt rất là kinh khủng luôn. Sao con Toga của mình đâm kiểu gì ngu thế nhờ. Nãy cảm giác con Toga trên này của mình nó bị sao á anh em, nó đâm nó không có còn mà như lúc trước nữa anh em. Lúc trước nó đâm rất là chuẩn luôn anh em, đâm mà nghe quái nó lủng không có được luôn. Hay là tại đúng rồi, cái quay này quay 17 mà sao máu nó trâu với ta. Hơi lạ, mình vẫn chưa hiểu cái vấn đề tại sao mà mấy con quái cũng trâu vậy, mà thôi kệ đi không sao đâu anh em. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt những cái con Toga này, những vị trí mà hợp lý để nó tạo được sát thương nha anh em. Đã lát rồi, bây giờ bắt đầu build nhanh nó hình mới được. Với Toga thì chỉ cần đặt ngay gốc, chỉnh nó thành lát là ổn nhất nha anh em. Thì đối mình là như vậy, còn anh em có thể chỉnh thành tròn gịt nó cũng được. Tròn gịt thì nó biết đâu là cái con lên nó bể ra nó vậy sao. Đó nên là mình thường chọn là lát cho nó gọi là nhanh. Lát tấn công những con ở đằng sau nó sẽ nhanh hơn anh em. Rồi bây giờ thì còn một vài con Toga nó mình sẽ để lát nha, bắt đầu build đội hình nhanh mới được. Rồi, vậy là xong cái đàn Toga nha anh em. Do là đội hình mình không có mấy con do mình không có con quýt đam nên cứ chia đội hình đẹp là được. Bây giờ sẽ tới con cho Honda nha anh em. Cho Honda thì sẽ cho hiệu ứng thiêu đốt nha anh em. Rồi, ok, giờ up cho Honda lên. Có hiệu ứng lửa xíu nó cũng vip rồi anh em. Lửa không có chùi nha. Rồi, tiếp theo sẽ là con này. Con Sasuke anh em. Sasuke thì nó có cái hiệu ứng là lửa đen anh em, Black Flame hay là cái gì đó. Nói chung là mình không biết đi, nhưng mà đại khái là nó khá là vip rõ anh em. Nó có thể ít 3 lần cái lượng đam của con này lên, mặc dù là đốt khá là lâu anh em, nhưng mà phải chịu thôi. Chứ mà lượng đam con này cũng gọi là ổn thôi. Con này thì mình không có thích xài nhiều anh em. Thứ nhất là mình không thích Sasuke, thứ hai là mình cũng thấy là cái lượng đam con này cũng không hợp lý với cái cách chơi mình, nên là mình không có chơi con Sasuke nhiều. Sasuke thì anh em cũng rải đều là được, rải ngay những cái góc này bắn là đẹp là được rồi. Chủ yếu là cái tuyệt chiêu của Sasuke này thì nó đốt rất là lâu, nên là một con á, đầu một con ở cuối là hợp lý anh em. Mà chắc con cuối cũng chả tác dụng đâu, tại nó lủng tới đó là thua là vừa, chứ còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu. Rồi bắt đầu thì đặt nhanh ra mấy con này mới được. Ui đừng lắc nữa, 1.700 pin chú ơi, đừng lắc nữa mà kiểu này sao chơi đây, 2.000 pin rồi anh em. Đấy, rồi bây giờ nó lại lên pin nữa, lạ thế nha. Không lẽ mình phải xóa video đâu hết ta. Cố lên, bình tĩnh anh em. Bắt đầu cái đội hình như vậy, thủ ổn đó. Mình biết là cái đội hình mình sẽ thủ ổn rồi đó. Rồi nó bị lắc rồi nè. Đặt cái con cho Honda bị lắc rồi nè. Không thể chấp nhận cái vấn đề được. Rồi, không cho đặt cho Honda luôn. Bây giờ là 1.000 pin nè. Đặt cái. Ok. Không đặt được luôn. Cay đấy. Giờ thì cái map nó bị lỗi luôn rồi. Rồi, ok. 1.700 pin, 2.800 pin. Giờ ngồi cầu xin cho nó xuống pin để mình quay video thôi. Đối thủ lớn nhất của game thủ là pin chứ đâu phải là kẻ thù mạnh hay là đồng đội ngu đâu. Đối thủ lớn nhất của game thủ phải là pin mới đúng chứ. Rồi, như là đặt được đó anh em. Rồi, đặt được nè anh em. Bây giờ có một con bị lắc nhưng mà thôi kệ đi. Rồi, bắt đầu cho Honda thì mình khuyên anh em là cứ để ngay mấy cái chỗ nào thật là chuẩn nó được anh em, không có cần mà để ngoài trước ngoài sau đâu, tại vì cái góc AOE của nó khá là nhỏ, nó cũng bị kén vị trí giống như con Mayhawk gì đó, nên là cứ đặt ngay cái vị trí nào mà anh em cảm thấy nó hợp lý là được. Ui thôi bây giờ up đi anh em, up mấy con cho Honda lên cái đi, không hồi nó lắc là mình không có chơi được đâu. Đâu up 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 vội up vội up vội
3.000 pin rồi. Nói chung là cái lượng lượng cho Honda hiện tại của mình là mình biết là nó có thể dư qua đó anh em, chứ mà không phải đùa đâu. Mà mình muốn build đội hình xong hết cho anh em coi một lần một luôn, sau đó mình mới tua nhanh. Do là cái tính chất của đội hình này cũng khá là mạnh nên là vượt những cái quay này thì gọi là đơn giản thôi, quan trọng là tại nó bị lắc mà. Bây giờ là còn 700 pin là thôi bắt đầu đặt rau đen nha anh em nhờ. À, cái map này cũng khá là nhiều góc cạnh, đặt rau đen nó sẽ rất là hợp lý, mà không biết là cái lượng pin như thế này nó có cho mình đặt ra hay không. Mình khá là cay cái lượng pin này đó anh em. Rồi đặt không ra luôn, đặt con rau đen đó. Ôi đang gà nè. Đừng lắc nữa, đừng lắc nữa mà, làm ơn cho tôi bấm vô. Rồi bấm vô cho tôi bấm vô đi. Rồi ok, úp lên em. Rau đen thì nó sẽ có hiệu ứng làm chậm nha anh em. Hiệu ứng của nó là nó sẽ hiện hữu lên trên cái kia cho anh em coi luôn. Nó sẽ trên cái đầu con quái này nó sẽ có cái hiệu ứng gọi là cái chạy chậm luôn. Bây giờ thì mình sẽ đợi một chút xíu nha anh em, tại vì mình có công việc xíu, nhanh thôi, mình sẽ trở lại nhanh thôi. Tomorrow. Rồi mới chỉnh cái cục mạng lên anh em, mình đi chỉnh cục mạng lên để coi nó có gọi là đỡ lắc chút nào không. Thì hiện tại là mình đang thấy cái lượng pin nó đã ổn rồi, khá là khúm núm anh em. Bây giờ mình không biết là khi nào nó lắc lên nữa, hay là mình sẽ bắt đầu làm nhanh cái đã, bắt đầu up patch unit cái cho mà mọi thứ nó trở nên ổn định hơn. Tại tại thứ nhất là cái cáp nhà mình á là nó bị không biết sao nữa, cáp nhà mình là đăng ký cái gói rất là mắc tiền luôn, nhưng mà lắc như thế này chắc ăn là không phải do cáp nhà mình rồi mà là do lỗi game rồi. Do là mình vô liên minh, là sáng nay mình vô liên minh đánh nó cũng đâu có bị lắc tới vậy đâu. Rồi thì con này thì chỉnh phết lại đấy, bắt đầu chỉnh mấy con rau đen này cho hợp lý. Rau đen là một unit khá là bá đạo nên là anh em chỉ cần chỉnh chỉnh vị trí nó hợp lý là được. Con này thì để lát cho mình, con này thì để là con này để phết nè đấy, hợp lý. Một tí quân nó tràn vô thì mình sẽ gọi là có rất là nhiều hướng. Bây giờ mình sẽ ra luôn con Zuka nghe anh em. Zuka thì mình đã gọi là nhận cái cách chơi nó rồi. Zuka thì anh em phải để cho nó gọi là cái này bị dính hiệu ứng hết anh em mới nên sử dụng Zuka. Là vị trí hợp lý nhất của Zuka là ngay cái những cái vị trí này nè đấy, sau nó đen một chút xíu cho những con quái nó bị ăn làm chậm hết, ăn làm chậm hết là có bị đóng băng nó mới được đó. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái con Zuka ngay đây luôn. Zuka thì cái lượng đam của nó phải gọi là to nhất trong đội hình hiện tại rồi. Đội hình hiện tại mình thì không có nào mà có lượng đam mà to như con Zuka, nhưng mà nếu mà nói về DPS đó, tức là đam per second đó, thì mình nghĩ là Zuka sẽ khó lần nào mà có tuổi với con Johanna này. Johanna là một unit có cái DPS mình nghĩ là khá là kinh hoàng đấy anh em. Mà rồi bắt đầu đặt mấy con rang rồi thôi, đây ngay đây đặt phết luôn đi. Rồi vậy là xong cái đội hình nha anh em. Đội hình mình đã build gần như là xong hết đó. Bây giờ cứ đặt Zuka để điều là được. Zuka thì giờ mình cũng đã nắm được cái rank của nó anh em. Đấy, đặt những cái vị trí ra nó cũng chuẩn. Giờ là con này thì mình cảm giác như là đóng băng hết full cái màn hình thì nó cũng không có cần thiết lắm, tại vì anh em biết rồi đó, cái map này nó cũng đâu có mà mình đâu có desktop đâu mà cần phải đóng băng full màn hình chi, nên cứ dồn chung là rải được nhiều rải một hồi mình bắt đầu dồn hết lên trên để mình thủ đấy. Dồn mà khoảng một khúm núm ngay cái chỗ này là một hồi nó đóng băng lại nó dồn cái nó thủ luôn cho nó đầm. Rồi bây giờ thì Zuka con cuối cùng ngay đây. Rồi nó vẫn còn lắc cái này, mặc dù đã sửa cái cục wifi nhà mình lại nhưng mà nó vẫn còn lắc khúm núm. Đội hình này thì nghĩ là qua những cái quay mà 40 sẽ đơn giản thôi. Bây giờ thì chỉ cần ngồi đây niệm Phật thử coi cái nó có qua được cơn lắc này không. Mình khá là chán cái mạng nhà mình nữa, khá là chán cái Roblox mấy bữa nay rồi đó. Thật sự là mấy bữa nay mình quay video rất là sớm luôn, quay từ 1 giờ mấy đó, 1 giờ mấy sáng đó, nhưng mà nó không có xong anh em ạ. Cứ mà cứ chơi một chút xíu là lắc, cứ chơi một chút xíu là lắc, không lắc thì nó disconnect cái Roblox update kiểu gì ấy. Mình rất là thất vọng Roblox mấy bữa nay luôn. Bây giờ thì úp con Zuka này mát 7.000 pin hả. Rồi vậy thôi lên trên coi thôi anh em ạ. À, đội hình mình thì mình nghĩ là chắc cũng xong hết trơn rồi. 1 2 3 4 5 6 6 con rau đen, nhìn tí tụ hai rau đen ngay thủ luôn cho nó gọn gàng. Tuyến trên thì tại sao nó vẫn còn đánh nha. À rồi vậy là nó đã lắc rồi đó, bắt đầu đặt rau đen đó luôn nha anh em. Đặt ngay đây luôn, tại vì mình cảm giác như là nó cũng không cần thiết lắm, tại vì đánh tới đây chắc là bị làm chậm hết rồi, mới là còn đứng đây dồn đam thôi là xong. Zuka ngay đây luôn, ngay đây thiệt là nhiều Zuka giải thủ, không biết con dưới này up mát gì nữa nên là xuống đây đấy, chưa up cái lần nào luôn, up mát luôn, nhanh lên cho tôi up. Trời ơi, xuống đây con, xuống này bị lắc anh em, chắc là ý trời không cho mình up con này hay sao. Thôi mình không nên gọi là cãi là ý trời, mình sẽ lên trên lên trên đứng đó anh em. Rồi giờ đội hình mình nó đã gọi là mình thấy nó dường như đã hoàn tất rồi đó anh em. Mấy con quái thì bây giờ là mình thấy là con cho Honda không quánh nữa, chắc là mấy con quái này chết sạch rồi đó anh em. Đấy hợp lý, lên trên là không lắc anh em, mà xuống dưới thì nó lắc, chắc ăn là con đó nó bị Kuro, bị nguyền rủa anh em. À rồi đặt cái con này ra, bắt đầu nó lót từ từ nó mới ra được cái con Zuka. Úp thêm con nữa rồi. À, mát chưa nhờ. Rồi mát rồi đó anh em. Vậy là cái đàn Zuka mình sẽ đứng đây thủ luôn nha. Ngay đây sẽ là cái nơi mà dồn đam chính của mình luôn.
Còn mà nó xuống tới dưới là chắc ăn là thua cái ăn bên rồi mới xuống tới dưới được anh em. Nên là mình đã cố gắng hết sức rồi đó. Rồi bây giờ thì dạng sự giờ mình tác động trận đấu này thì mình chỉ có nước là mình vô mình đặt bé mình bấm chiêu của Sasuke thôi, chứ thật sự là khó, không có cách nào tác động cái vô cái trận đấu nữa hết. Nên là mình sẽ bắt đầu tua nhanh lên nha nhé. Mặc dù mình thấy là cái video nó lắc thế này sao tua nhanh được, nhưng mà nếu mà không quay giờ này thì mình nghĩ là cũng không có thời gian để quay cho anh em đâu, tại vì mình sắp đi học nữa rồi. Cái thời gian mà biểu của mình nó đi học cũng khá là nhiều, nên là xin lỗi anh em vì cái chất lượng video nó hơi kém nhé. Rồi bắt đầu mình sẽ tua nhanh cái tốc độ ván đấu lên. Có nhiều con Suka nó chưa up max, nhưng mà điều đó cũng không quan trọng đâu, mình sẽ cố gắng up max vào cái khoảng thời gian mà cái lượng pin nó giảm xuống. Đây chẳng hạn như bây giờ up nhanh lên, up nhanh lên, up cái công bị nguyền rủa lên. Rồi ok, vậy là mình đã max cái hàng Suka nha anh em. Rồi bắt đầu tôi nhanh tốc độ trận đấu lên thôi. Cảm ơn anh em vì đã gọi là xem video tới đây nhé. Bắt đầu ở nhà lên thôi. Tomorrow. Rồi anh em ơi, hiện tại là đã tới quay thứ 39 rồi, và cái đội hình của mình thì thủ vẫn rất là ổn nha anh em. Hiện tại mình vẫn chưa có mà tác động cái gì lên trận đấu hết, tức là mình chưa có bấm con đấy, mình chưa bấm cái Sasuke anh em, nó mẹ là gì. Rồi thì hiện tại là mấy cái con quái này bị dính rất là nhiều hiệu ứng rồi, nó chưa có, mình chưa có cho nó hiệu ứng đóng băng thôi. Tại vì nếu mà đóng băng ở đây á thì rất có thể là những cái con này khó lòng nào mà nó bị gọi là làm chậm lại bởi con rau đen, nên là mình sẽ không làm như vậy. Bắt đầu thì mình sẽ sử dụng lửa chùa nha anh em. Rồi bắt đầu xài thôi, tại vì cái đó bắt đầu con này sẽ bị dính rất là nhiều hướng rồi nè anh em, chẳng hạn như làm chậm nè, thiêu đốt nè, lửa đen nè. Bây giờ thì nó còn thiếu một cái hiệu ứng là cái ủa lửa đen à, giờ full đó anh em. Vậy con này nó bị dính full hiệu ứng rồi đó. Bây giờ là cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng mà xuất huyết của mình thì nó không có được quá là nhiều đam, nhưng mà nó vẫn gọi là bị dính hiệu ứng nha anh em. Thì muốn cho anh em biết cho thôi, anh em nói mình gọi là dồn hết nè, con này nó bị dính hiệu ứng hết chưa nè anh em. Đó, mấy con gần hết rồi nè, bây giờ mình sẽ bán cái con Sasuke đi. Giờ đặt Sasuke cho chơi thôi, mình tác động trận đấu thì mình cứ bán xong đặt lên Sasuke, mình bấm bấm thôi anh em. Chắc là cái đội hình này thì sẽ giúp cho con Sasuke nó gọi là làm mấy con này bị dính hết cái Black Flame đó anh em, tại vì mấy này chạy chậm mà, nên là chắc là từ đây tới cuối nó sẽ đốt được thôi. Ui lắc rồi lắc, làm ơn đừng mà 96 pin mà bây giờ mà gọi là gọi lên 2000 pin. Nếu mà 2000 pin thì chắc là mình sẽ lắc thôi, chỉ là một đá lắc đơn giản thôi. Còn mà anh em mà mở ra mà thấy cái này còn 80 pin mà anh em vẫn thấy mấy quái nó nghiêm đó là anh em bị disconnect đó anh em. Hiện tại thì lên 11k pin đó anh em. Thật sự thì Roblox sao nó lại lắc như vậy nha. Chắc là đang có một cái đang mà chuẩn bị update mới cái gì đó nên là như vậy anh em. Rồi, bắt đầu đợi thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đừng lắc nữa, đừng lắc nữa mà. 10k thật sự là 41 hả, đội hình của mình chắc tới quay thứ 45 là ngủm của tỏi đó anh em, tại có rất là nhiều hướng làm chậm nên mình nghĩ là quay thứ 45 là một sự lựa chọn hợp lý đó. Là nó tới đây thì đây sẵn giờ nó đang làm chậm lên, mình có thể đi review coi mấy con quái luôn. Hiện tại thì mấy con quái này có được 20.000 máu, mười mấy ngàn máu nè anh em, đấy nhìn cũng khá là xịn sọt một cười đấy. Để coi mấy con ngoài sau này coi, con này thì được 36.000 máu, còn lượng đam của con này sẽ rơi vào khoảng là 1k 950 đam anh em, tức là nói chung là xài khoảng 20 lần là chết quái đó anh em. Nhưng mà anh em đi quãng đường này thì mình nghĩ là sẽ ăn hơn 20 đòn của Suga đó, nên là mấy con quái này vẫn chưa đủ tuổi đâu. Nhưng mà mấy con bay thì có anh em mà. No, mấy con bay này sẽ gọi là quỷ gì cái nhà mình đây. Ôi không, ôi không, ôi không, không, không ổn, không ổn, không ổn. Mấy con bay này sẽ làm quỷ gì cái nhà mình thật đấy anh em, đừng giỡn. Ui 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 ui, mấy con này không biết đánh tới đâu nữa ta. Đánh tới đây hả? Giờ nó sẽ giết được một con bay thôi, chứ mà nó không giết được hết mấy con vàng bay này rồi, toang rồi. Hiện tại là rất là lắc rồi mà mình vẫn chưa có mà tác động được lên cái chiến đấu này nữa. Rồi để coi, để coi, để coi. Cảm ơn. Bấm vào. Lửa chua. Không nổi, không nổi. Con này còn tới 25.000 máu luôn anh, không bán, không bán unit được, mình không. Kẻ thù của game thủ không phải là gọi là đồng đội ngu hay là để kẻ thù mạnh mà là lắc đó anh em ạ. Thật sự là nếu mà lắc thì anh em khó lòng nào bung được hết cái khả năng của mình ra, thật sự là nếu mà... Nhưng mà dáng này thì mình có bung hết ra thì nó cũng vậy thôi anh em. Cái sức mạnh của mấy con E này phải gọi là rất là căng thẳng. Nếu mà muốn giết được cái đàn E nữa thì mình cần phải kéo hết mấy cái con này xuống đây nè để thủ nè. Đó, nhưng mà mình không thể nào bán mấy cái con này được, nên là không thể nào mà kéo dàn E xuống được. Nên là cái kết quả của mình thì anh em thấy đó, mình sẽ thua ở quầy thứ 44 này mà. Rồi hiện tại chắc nó ủi banh nhà rồi. Rồi cái điểm mạnh của đội hình này thì mình nghĩ là điểm mạnh của đội hình này là sẽ có 3 unit khá là mạnh anh em ạ. 3 unit đó là 3 unit 123 của mình, đó là Zukiya, rau đen với con cho Honda. Còn Toga thì nó cần thêm một người bạn của nó, tức là Nezuko á, thì mới có thể tạo được sát thương nhiều. Còn con Sasuke này thì mình thấy thật sự là nó rất là out meta rồi anh em ạ. Nhưng mà có rất là nhiều anh em nói là con Sasuke mạnh thì thôi, mình cũng không có giải thích nhiều. Anh thấy rồi đó, cái lượng đam mà con Sasuke gây ra là rơi khoảng là 400 mấy. Nó không có mà quá là
vượt trội với những cái con khác anh em. 400 mấy nè, 402 thì anh em so sánh với con cho Honda có tốc đánh là 1 giây, nó đánh nhanh hơn rất nhiều, cái lượng đam nó cũng bá hơn nữa. Và cái tuyệt chiêu của Sasuke thì anh em biết rồi đó, nó rất là cooldown cũng khá là lâu, xài cũng rất là từ từ, nó giống như không có giống như mấy con khác dạng như mà gây thương liền mở đốt từ 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 một cái sự khó chịu đó, nên là những con quái mà đuôi nhà anh em á thì anh em sẽ gọi là thua luôn, không giống như Death Note con quái đuôi nhà anh em ký sổ phải là chết luôn đó. Thì cái con Sasuke này thì mình đánh giá nó không cao lắm anh em ạ. Rồi thì cái review đội hình mình tới đây là hết nha anh em, xin lỗi vì cái chất lượng video nó hơi hấp một xíu, nhưng mà cảm ơn anh em đã xem được tới đây nhé. Rồi chúc anh em một ngày mới tốt lành, cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Bye bye.